Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc áo khoác tiểu thư xinh xắn như thế này. Họa tiết viền của chúng ta sẽ là họa tiết trái tim nha các bạn, nhưng mà rất là dễ móc luôn. Và ở bên cái phần bo tay áo này các bạn có thêm cái họa tiết hạt bắp nè, và viền lại một phần màu hồng rất là xinh xắn. Ở cái phần đầu tiên các bạn, mình sử dụng nút bóp cho cái chiếc áo này. Nút bóp thì các bạn có thể là mua ở cửa hàng may mặc nha, có bán rất là nhiều luôn. Và cái phần nơ này thì mình cũng đã có hướng dẫn, các bạn xem ở dưới cái phần mô tả nha, mình để cái link hướng dẫn ở đó để cho các bạn tham khảo mà các bạn móc nha. Và ở cái phần đầm đa tầng á các bạn, mình cũng đã hướng dẫn ở clip trước rồi, các bạn sẽ nhìn dưới phần mô tả hoặc là vào một video của Mimi Handmade luôn nha. Cái phần yếm bên đây cũng tương tự nè các bạn, mình đã có hướng dẫn hết luôn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích cái combo áo khoác với cái đầm tầng này cũng như là chiếc áo yếm này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha các bạn. Nếu mà các bạn yêu thích cái mẫu áo này, đầm tầng này và mẫu yếm này, các bạn nhớ like giùm mình nha. Mình sẽ làm cái phần thân áo là màu trắng này các bạn, và mình cái phần viền á mình chọn màu hồng, và dùng len mi cotton nha. Cái cỡ len của len mi cotton là khoảng 2mm đó các bạn. Thì màu hồng có mã số là số 25 nè. Và mình sẽ sử dụng kim gấp đôi sợi len nha các bạn, kim 4.0mm nè. Thì các bạn có thể là chọn cái loại len nào mà các bạn yêu thích và dùng cái kim móc phù hợp nha. Ở đây thì mình dùng 4.0mm để tăng cái độ co giãn và cái độ mềm mại hơn cho cái chiếc áo khoác này, cho baby nha các bạn. Và các bạn chuẩn bị thêm cho mình kim khâu len, kéo cắt len, kim chỉ may, hạt nút, thước dây và kim đánh dấu nha. Để tiện cho việc chia sẻ thì mình đã vẽ ra cái phác họa như thế này để cho chúng ta dễ dàng móc hơn nha các bạn. Và cái bảng này Mimi đã liệt kê cho các bạn là từ sơ sinh cho tới 5-6 tuổi luôn nè. Cái vòng ngực thực tế thì nó sẽ có chênh lệch, tại vì có nhiều bé gầy và những cái bé sổ sữa các bạn, thì các bạn có thể là đo cái vòng ngực của các bé để mà các bạn tính để các bạn trừ hao nha. Ở đây nè, vòng ngực sau khi trừ hao thì các bạn có thể là cộng vào 2-3-4cm gì đó cho các bé nha các bạn. Ở chỗ này, vòng ngực thực tế nè, vòng ngực sau khi trừ hao, cái vòng ngực là cái độ dài ngang ngực nè các bạn, đây ở trên đây nha. Và cái ách là mình sẽ tính từ cái cổ áo chỗ này nè các bạn xuống tới cái phần nách này, được gọi là cái ách. Thì cái ách tùy mỗi size mà chúng ta có cái số cm khác nhau. Ví dụ như cái size 0 đến 3 tháng nè là từ 9 đến 10,5. Trong cái khoảng này là sẽ được nè các bạn. Còn 3 đến 6 tháng là tầm 10 đến 11, tùy theo cái tay móc. Nếu mà các bạn ở dừng lại số 10 cũng được, hoặc là 10,5 hoặc là 11. Cái này là nó sẽ chênh lệch 1cm thôi nha các bạn. Khi mà các bạn móc tới cái phần này thì còn cái một cái phần mà chiếc nách nữa, thì cái số cm này nó sẽ vừa đủ luôn nè. 6 đến 9 tháng thì có những cái số tương ứng như thế này. Các bạn có thể là móc tới đúng ngay cái hàng nào thì chúng ta sẽ dừng lại ở chỗ cái hàng đó. Ví dụ như nó chênh lệch 0.5 hoặc là 1cm gì đó, một yếu thì nó sẽ tốt hơn là một nha các bạn. Rồi cái này là cái độ dài tay dưới nè các bạn. Độ dài tay dưới là chỗ cái phần này nè, là mình sẽ đo từ cái phần nách này đến cuối cái phần cầm tay này, thì chúng ta sẽ dừng lại, chúng ta sẽ không móc thêm nữa. Thì cái độ dài tay dưới này mình cũng đã có ghi cho các bạn nè. Hôm nay là mình móc cái size là từ 3 đến 6 tháng nè các bạn, từ 3 đến 6 tháng nha. Và cái độ dài tay dưới của mình là tầm 16cm nè. Các bạn có cái số tương ứng theo cái tháng tuổi của các bạn. Độ dài áo khoác lửng nè các bạn. Về cái phần này thì chúng ta dựa trên cái bảng này để chúng ta có thể là trừ hao qua bé nha. Nếu mà các bạn thấy bé, những bé sổ sủa thì thường thường là nó sẽ ngắn hơn bình thường. Ngắn hơn cỡ 1cm đó, thì các bạn sẽ coi cái đo cái từ trên vai này nè xuống tới cái phần dưới cái chỗ gần cái eo đó, là khoảng bao nhiêu cm thì mình đọc, thì mình móc đúng dưới cái số cm đó thôi. Còn không thôi là các bạn sẽ dòm vô đây. Ví dụ như 3 đến 6 tháng của mình nè, hôm nay nè, mình sẽ móc là độ khoảng 16cm từ cái phần vai xuống tới cái phần gấu áo này nha các bạn. Rồi, ở đây cái mũi móc của chúng ta nè các bạn, cái này là số 5 nha, 56 nè.
Thì ở đây mình sẽ chọn cái số móc xích là 60 mũi để mình móc cho cái size từ 3 đến 6 tháng. Còn các bạn có thể là dựa vào cái số 60 này của 3 đến 6 tháng của mình mà các bạn sẽ cộng lên ở từng size nha. Ở đây nè, nó chênh lệch 4 mũi móc nè các bạn. Thì các bạn sẽ chọn cho mình những cái ô. Nếu mà các bạn muốn trừ hao thì các bạn sẽ nhảy ô nha. Ví dụ như các bạn móc từ 6 đến 9 tháng thì các bạn có thể là chọn 64 nè. 9 đến 12 tháng các bạn có thể là chọn 68. Nhưng mà nếu mà các bạn đang ở 6 đến 9 tháng mà các bạn muốn móc cái size là lớn hơn nữa, 12 đến 18, thì các bạn có thể là trừ hao cho mình một size. Rồi, cái này là tự do nha các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ lấy cái len màu trắng ra cho mình đi. Rồi chúng ta sẽ tạo cái số móc xích đầu tiên này. Các bạn có thể là chụp màn hình lại nè các bạn. Rồi mình cho các bạn 5 giây để các bạn sẽ chụp lại cái bảng này nha. Bây giờ chúng ta đã chọn được cái ô móc xích của chúng ta rồi. Thì các bạn sẽ lấy cái kim móc nè và len á. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Rồi từ đây các bạn sẽ móc đủ cái số móc xích của các bạn nha. Ở đây mình sẽ móc là 60 mũi. Khi các bạn đã móc được cái số móc xích của size của các bạn rồi á, thì ở đây chúng ta ở cái phần ngực trước nè các bạn nè, ở cái phần ngực trước bên đây nè các bạn, đây ngực trước bên đây sẽ là 8 mũi nè, 8 mũi. Rồi tới cái phần chỗ cái phần góc vuông này chúng ta sẽ tăng 1 mũi. Rồi tới cái phần vai là 11 mũi. Thì các bạn sẽ dòm theo mình nha. Và các bạn sẽ thực hiện những cái size mà của các bạn nè, có cái số khác nhau á. Thì ở đây mình sẽ thực hiện là 8 mũi trước. Các bạn, tất cả chúng ta đều sẽ móc lên 2 mũi móc xích nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đếm nè các bạn. 1, 2, 3, 4. Đâm kim vào chân móc thứ 4 á, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép nha. Rồi bây giờ chúng ta đã được 2 mũi móc kép đầu tiên, tính 3 móc xích này. Bây giờ được 2 rồi, chúng ta sẽ làm thêm 6 mũi nữa. 3, 4, 5, 6, 7, 8 nè các bạn. 8 thì ở đây có một cái góc vuông, chúng ta sẽ tăng mũi ở chỗ này. Rồi các bạn sẽ móc vào cái chân móc thứ 9 á, các bạn sẽ móc 1 kép, 2 xích và 1 kép. Rồi, ở đây chúng ta đã tạo được một cái góc vuông như thế này nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đếm lại từ đầu ở cái chân móc kế bên nha. Cái phần vai của chúng ta là 11 mũi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và mũi 11. Tới hết mũi 11 rồi, chúng ta tới một cái góc vuông nữa nè. Chúng ta sẽ tăng mũi ở cái chân móc kế tiếp. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc kế tiếp, móc 1 kép, 2 xích và 1 kép. Chúng ta sẽ tới cái phần lưng phía sau này các bạn. 18 mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và mũi cuối cùng 18. Tới 18 mũi thì ở chỗ này có một cái góc vuông nè các bạn. Chúng ta sẽ tăng mũi ở cái chân móc kế tiếp. Móc 1 kép, 2 xích và 1 kép. Tiếp tục cái phần vai còn lại 11 mũi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10 và 11. Tới đây là có được một cái góc vuông nữa. Tăng một mũi ở trong móc kế bên. Các bạn sẽ móc là 1 kép, 2 xích và 1 kép. Còn lại 8 chân móc nè các bạn. Chúng ta sẽ móc vào 8 chân móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và mũi cuối cùng 8. Và bây giờ chúng ta đã được một cái form như thế này rồi nè các bạn. Chúng ta có cái ngực trước nè, hai bên chỗ gài nút nè các bạn, và phần vai này, phần vai bên đây và phần sau lưng nè. Bây giờ chúng ta sẽ không cần sử dụng cái bảng này nữa. Một lát nữa khi tới cái ách á, mình sẽ sử dụng tiếp. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên hai mũi móc xích cho mình nha, quay ngược đầu móc lại. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên. Các bạn sẽ móc 1 kép, chân móc thứ 2, 1 kép, những cái chân móc còn lại tới cái cụm, tới cái góc vuông đầu tiên á các bạn. Móc vào cái chân móc này nha. Rồi tới cái mũi góc vuông á, thì các bạn sẽ móc vào đây 1 kép nè, 2 xích và 1 kép. Như thế này nha các bạn. Chúng ta sẽ móc vào cái chân móc kế bên này 1 kép. Chúng ta sẽ khỏi cần đếm, cứ tới cái góc vuông á, thì các bạn sẽ móc là 1 kép, 2 xích và 1 kép đến cuối hàng luôn nha. Rồi, nó sẽ đều như thế này nè các bạn. Không có bỏ trống cái lỗ nào hết. Đây mình đã móc tới gần cuối hàng nè các bạn. Chúng ta sẽ còn một cái chân móc này. Và một cái chân móc mà chúng ta đếm ở cái hàng thứ nhất 3 mũi móc xích đó. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc. Đó, chúng ta móc 1 kép. Rồi các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Quay ngược cái đầu móc lại, chúng ta sẽ lên hàng thứ 3. Móc vào chân móc đầu tiên 1 kép. Những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc tương tự như hàng thứ 2. Và tới cái lỗ trống của góc vuông thì các bạn cũng sẽ móc vào đó 1 kép, 2 xích và 1 kép.
chúng ta sẽ làm tương tự như thế này. Đến tới cái phần cái ách mà chúng ta mong muốn. Một kép nè, hai xích và một kép vào đây. Rồi kế bên nó sẽ là một kép. Như vậy thì chúng ta sẽ lật qua cái bảng này. Như thế này đây các bạn. Cái ách của chúng ta. Cái ách nè, là từ cái chỗ phần vai này nè các bạn. Chúng ta sẽ đo từ cái chỗ phần vai này nha, xuống tới cái số cm mà chúng ta cần móc. Size 3 đến 6 tháng của mình nè, tầm 10, 10,5, 11 trong cái khoảng này ha. Mình sẽ móc tới cái số cm đó, coi được bao nhiêu hàng. Không có cần tính hàng, các bạn sẽ làm theo cái số cm nha. Và bây giờ chúng ta sẽ móc tới cái ách mà chúng ta mong muốn nha các bạn. Làm những cái hàng móc luân phiên nhau như thế này. Đơn giản thôi đúng không các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc tới cái ách mà chúng ta mong muốn nha. Mình đã móc tới cái ách mà mình mong muốn rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đo lại cái chỗ này. Sẽ được là 10cm đây nè. Và bây giờ mình thử đo cái vòng ngực coi nó sẽ được bao nhiêu rồi. Nè, là tầm 22 rồi nè các bạn. Gần 22 ha. 22 mà nhân cho 2 là nó sẽ ra là tầm 44 ạ. 44 nè. Size từ 3 đến 6 tháng là bây giờ là đang vừa, cộng với cái độ giãn của len nữa các bạn, chưa có tính nữa đó. Cho nên là mình sẽ cộng vô 2cm thôi là mình sẽ được 46 đúng không các bạn. Bây giờ 2cm sẽ tương ứng với bao nhiêu mũi móc. 2cm này các bạn, đây, tương ứng với 1, 2, 3, 4 mũi móc nè. Thì chúng ta sẽ thêm hai bên nách, mỗi bên 2 mũi cho nó đồng đều nha các bạn. Thì các bạn thiếu bao nhiêu thì các bạn sẽ thêm vô cái phần này giống như mình đó. Ví dụ như còn thiếu bao nhiêu cm các bạn đo thử rồi. Ví dụ như 2,5 là nó sẽ được. Nhưng mà mình chọn số chẵn nha các bạn, tại vì nó sẽ đều nè. Ví dụ như mình thiếu 3cm đi, mình sẽ đo thử rồi nó là bao nhiêu và mình chọn cái con số chẵn đi. Ví dụ như đây là 3cm nè. 1, 2, 3, 4, 5 5 à. Mình cộng vô thêm 1 nữa đi các bạn, là 6 cho nó đều á. Hai bên là 33. Còn không thôi là các bạn giảm xuống 1 cũng được nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi cái vòng ngực của các bạn. Rồi các bạn tự trừ heo nha. Muốn rộng hơn thì các bạn sẽ cộng nhiều hơn. Mà muốn vừa vặn luôn á thì các bạn sẽ khỏi cộng. Như vậy thôi là mình nói qua luôn rồi, không có cần thêm gì hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái hàng chiếc nách này nha các bạn. Các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích nha, quay ngược đầu móc lại, đâm kim vào chân móc đầu tiên, các bạn móc một kép nè, chân móc thứ hai một kép và làm lần lượt tới cái góc vuông đầu tiên của chúng ta. Cái len màu trắng á các bạn, nó nhỏ, mình mua ngay cái đợt này nè, nó xe hơi nhỏ quá, mũi móc không có đẹp bằng mấy cái màu khác à. Cái này nè, khi mà mình gặp những cái loại sợi mà cái lô nó khác à, mình phải đổi cái phần kim móc thành 3.5 thì nó sẽ đẹp hơn nha. Mà hồi nãy mình đã lỡ làm cái 4.0 rồi, cho nên là nó không có được đẹp bằng. Và bây giờ đã tới cái lỗ trống đầu tiên rồi nè các bạn. Móc vô một kép nha. Các bạn, size của các bạn còn thiếu bao nhiêu thì các bạn sẽ tự lên móc xích cho mình nha. Đây nè các bạn, mình lên hai mũi nè. Bây giờ các bạn di chuyển tới cái khoảng trống thứ hai, tới cái góc vuông thứ hai, các bạn cũng quấn len một vòng, đâm kim và kéo len qua, thực hiện một mũi móc kép cho mình ở chỗ này nha.
Đó, và bây giờ chúng ta đã nối được hai cái mảnh này lại với nhau, được một cái cánh tay đầu tiên rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ làm những cái mũi móc kép còn lại tới cái góc vuông thứ ba, và mình cũng sẽ móc vào đó một kép lên hai xích và nối vào cái góc vuông cuối cùng nha các bạn. Bây giờ mình đã móc tới cái góc vuông thứ ba nè các bạn, chúng ta sẽ móc vào góc vuông thứ ba này một mũi móc kép nha, lên hai mũi móc xích tương tự như hồi nãy á, và các bạn lại di chuyển kim móc vào cái góc vuông cuối cùng, các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Sau đó là chúng ta sẽ móc những mũi móc kép còn lại đến cuối hàng. Bây giờ cái ách của chúng ta đã đạt tới 11 rồi đó các bạn. 11 mấy rồi đó. Gần tới cuối hàng rồi nè các bạn. Rồi chúng ta đã được một cái form áo như thế này rồi nè. Xong cái phần ở phía trên. Vậy thì bây giờ mình cần móc tới cái độ nào? Ở đây là mình đã móc được 12cm rồi nè các bạn. Cái size của mình á là sẽ móc tới 16 nè. Đây, cái độ dài của cái áo khoác nè, nha, 16 nè. Thì cái này tùy theo các bạn nha, các bạn muốn dài hơn một xíu nữa thì các bạn sẽ làm thêm cỡ 17, 18 nha các bạn. Cái này là mình sẽ phi size này nha, phi hàng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc tới cái điểm mà khoảng 14cm nha các bạn. Nè, chắc mình tầm móc thêm cỡ 2 hàng nữa là mình sẽ gặp lại các bạn nè. 14cm để làm cái hàng họa tiết và cái hàng chốt họa tiết. Rồi chúng ta đã xong được cái phần bên đây, và chúng ta làm hai cái tay áo nữa là xong ha. Lên hàng tiếp theo các bạn cũng sẽ móc lên hai mũi móc xích nha, quay ngược đầu móc lại, chúng ta sẽ đâm kim vào từng chân móc, chúng ta sẽ móc những mũi móc kép. Cái chỗ mà chúng ta thêm hai móc xích đó các bạn, thì các bạn sẽ móc vào đó mỗi chân móc xích là mỗi mũi móc kép nha. Chúng ta cùng móc tới cái đoạn hai mũi móc xích đó đi, và các bạn sẽ làm thêm cho mình tới cái đoạn mà nãy mình đo đó, mình sẽ móc tới 14cm chừa lại 15, 16 đó là mình làm cái hàng họa tiết nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào cái chân móc xích này một kép nè, và chân móc xích bên đây một kép. Rồi xong, các bạn sẽ móc mỗi chân móc tiếp theo là mỗi mũi móc kép đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cái đoạn mà 14cm rồi nè các bạn. Từ cái phần vai xuống tới cái hàng móc mà được 14cm là mình còn 2cm nữa là mình sẽ kết thúc. Vì vậy là cái hàng này nè, mình đếm mũi lại rồi và sẽ được là 70 mũi. Cho nên là mình sẽ tăng thêm một mũi nha các bạn. Vì cái hàng họa tiết á, cần một cái số chia hết cho 7 cộng cho 1. Mà hồi nãy mình đếm á, là được 70 mũi. Vì vậy là mình sẽ chọn một cái điểm bất kỳ để mà mình tăng thêm một mũi nữa cho đủ là 71 mũi nha các bạn. Thì các bạn cũng lưu ý cho mình, các bạn thiếu một mũi thì các bạn sẽ chọn một điểm bất kỳ nào đó các bạn tăng. Còn nếu mà các bạn thiếu 2 mũi, 3 mũi thì các bạn sẽ chia ra, tăng ở điểm đầu một mũi, tăng ở giữa một mũi, tăng ở chỗ này một mũi, và thậm chí là 4 mũi thì tăng ở đều hết nha các bạn. Và số chia hết cho 7 cộng 1
Bây giờ chúng ta sẽ làm kết thúc cái hàng này, rồi chúng ta sẽ lấy cái len màu hồng để mà chúng ta móc nha. Đây các bạn, còn một chân móc nữa là chúng ta đã kết thúc được cái hàng mình cần móc rồi nè. Các bạn móc lên một móc xích, kéo và cắt len luôn nha. Khi các bạn dừng ở cái hàng mặt trái và cái len bên đây nè, thì các bạn sẽ cắt len nha. Còn nếu mà các bạn dừng lại ở cái hàng len bên đây nè các bạn, thì chúng ta sẽ không cần cắt len. Các bạn cứ móc lên một móc xích và các bạn giữ cái len màu trắng đó đi. Một lát nữa là khi mà móc từ phía bên đây nè, từ phía nối cái len màu hồng từ phía bên đây qua, thì chúng ta sẽ lấy cái len màu trắng, chúng ta sẽ viền lại luôn. Chúng ta sẽ không cần cắt. Còn nếu mà như mình nè, mình nằm ở bên đây thì mình sẽ cắt nha. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một nút của cái len màu hồng trước đi các bạn. Sau đó là chúng ta hả đâm kim vào ha, để cho nó chắc hơn. Đây các bạn sẽ kéo cái nút này qua. Các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích, đâm kim vào chân móc chúng ta vừa móc, các bạn sẽ móc thêm một mũi móc kép nữa. Sau đó các bạn lên 2 mũi móc xích, các bạn đếm cho mình nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn quấn len, đâm kim vào chân móc thứ 7, các bạn sẽ móc 2 kép, 1 xích và 2 kép. Sau đó các bạn lại lên 2 mũi móc xích, các bạn quấn len trước. Bây giờ chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đâm kim vào chân móc thứ 7, các bạn lại móc một cụm tương tự, 2 kép, 1 xích và 2 kép. Các bạn lại lên 2 xích, quấn len 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đâm kim vào chân móc thứ 7, các bạn lại móc 2 kép, 1 xích và 2 kép. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy đến cuối hàng. Khoảng cách giữa những cái cụm họa tiết là 2 mũi móc xích. Mình đã móc tới cái cụm cuối cùng rồi nè các bạn. Và chúng ta cũng sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Móc vào đây 2 mũi móc kép, tương tự như ở đầu hàng. Và các bạn móc lên 1 mũi móc xích nè, kéo và cắt len. Khi các bạn còn cái len màu trắng ở bên đây thì các bạn sẽ đưa nó lên phía trên luôn đi các bạn, để mà chúng ta sẽ làm ha. Còn bây giờ mình sẽ quay ngược cái đầu móc này lại nè, và chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, và các bạn sẽ lấy cái len màu trắng kéo qua, móc lên một móc xích và chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào cái chân móc này. Các bạn lên cho mình 2 xích, quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc thứ 3 này nè các bạn. Các bạn sẽ móc một mũi móc kép, chân móc ở phía dưới nha. Chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Sau đó là các bạn lên 2 mũi móc xích, đâm kim vào cái khoảng trống của họa tiết này, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Mình sẽ làm lại cái cụm này cho nó đẹp hơn nha các bạn. 2 xích nè và một đơn. Xong các bạn lại lên 2 xích, quấn len, đâm kim vào chân móc thứ 3 các bạn. Các bạn sẽ móc một kép, chân móc kế bên một kép. Các bạn lại tiếp tục lên 2 móc xích,
đâm kim vào cái khoảng trống họa tiết, móc một đơn lên 2 xích, quấn len, đâm kim vào chân móc thứ 3. Các bạn lại móc một kép, chân kế bên một kép. Sau đó lần lượt là 2 xích, một móc đơn vào khoảng trống màu hồng này, 2 xích, và các bạn lại làm lần lượt những hàng kép và những mũi móc đơn nha. Khi các bạn móc đến cuối hàng, các bạn cũng sẽ móc lên 2 mũi móc xích nè. Đâm kim vào cái chân móc chính giữa này, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Sau đó là các bạn lại móc lên 2 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên này, các bạn móc một mũi móc kép. Đâm kim vào khoảng trống 2 móc xích này, các bạn sẽ móc 2 kép. Sau đó là các bạn lại móc vào cái chân mũi móc kép nè các bạn. Móc vào đây 1 kép. Chân kế bên 1 kép. Tiếp tục 2 mũi móc xích kế bên đây, các bạn sẽ móc vào đây 2 kép. Móc vào chân móc đơn 1 kép. Móc vào 2 chân móc xích này 2 kép. Và các bạn làm lần lượt những cái chân móc mà chúng ta tạo nên ở cái hàng ở phía dưới, là chúng ta sẽ móc những mũi móc kép tương ứng với cái số mũi ở hàng phía dưới nha các bạn. Đây, 2 xích, móc 2 kép. Rồi các bạn cũng sẽ móc vào cái chân mũi móc đơn này 1 kép. Và các bạn sẽ làm như vậy lần lượt đến cuối hàng luôn nha. Khi các bạn móc đến cuối hàng thì cái chân móc ở cuối hàng các bạn cũng sẽ móc một mũi móc kép nha. Bây giờ chúng ta sẽ viền lại từ cái điểm bên đây sang cái điểm bên này luôn nha các bạn. Và chúng ta sẽ không có cần phải tạo nút nha. Chúng ta sẽ lấy cái khoảng cách giữa những cái mũi móc kép này để chúng ta cài luôn nè các bạn. Mình sẽ chỉ làm cài một nút ở trên đầu thôi. Còn nếu mà size của các bạn lớn hơn thì các bạn có thể là làm cho mình 2 nút ha. Size này size nhỏ cho nên mình làm một nút. Các bạn móc lên một mũi móc xích nè. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào cái chân móc đầu hàng này, các bạn sẽ móc là 2 mũi móc đơn. Và các bạn đâm kim móc vào cái chân móc đầu hàng bên phía bên đây, các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn. Sau đó là những cái chân móc đầu hàng nè các bạn. Đầu hàng mũi móc kép của chúng ta có cái chân móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc vào đó mỗi chân móc là 2 mũi móc đơn. Tiếp tục, các bạn làm lần lượt đến đầu hàng này nha. Mình đã tới cái chân móc đầu hàng này, các bạn sẽ móc vào cái chân móc này 2 mũi móc đơn luôn. Và chúng ta sẽ xoay ngang bên đây, nẹp cái phần len thừa này vào trong mũi móc luôn nha các bạn. Móc vào chân móc đầu tiên này 1 mũi móc đơn. Chân móc thứ 2 1 mũi móc đơn. Những chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc những mũi móc đơn nha. Tới cái chỗ mà góc vuông đầu tiên chúng ta nhìn thấy nè các bạn. Bên đây còn một chân móc, và ở chân góc vuông một chân móc, và cái chân móc bên cạnh chúng ta sẽ chụm 3 chân móc này lại thành một chân móc nha. Các bạn sẽ đâm kim, kéo len giữ nguyên. Các bạn lại đâm kim vào chân móc ở giữa, kéo len giữ nguyên. Và chúng ta lại đâm kim vào chân móc kế bên, kéo len, và được 4 vòng len. Các bạn kéo qua một lần luôn. Sau đó là các bạn thực hiện những mũi móc đơn. Tới cái góc vuông bên cạnh thì các bạn cũng sẽ chụm lại 3 mũi móc đó lại thành một chân móc cho mình nha. Và các bạn làm tương tự đến những cái góc vuông còn lại. Đây các bạn,
tới cái chân móc đầu hàng này nè. Các bạn móc một mũi móc đơn và cái chân móc ở phía dưới này, các bạn sẽ móc là hai mũi móc đơn nha, cho nó đồng đều với bên kia các bạn. Và các bạn lại tiếp tục đâm kim vào chân móc ở phía dưới này, móc hai mũi móc đơn. Đó là chúng ta đã có cái sự bo lại giống hệt như bên kia các bạn. Các bạn lại đâm kim vào những cái chân móc đầu hàng của mũi móc kép á, để chúng ta móc hai mũi móc đơn để mà viền lại. Các bạn sẽ viền lần lượt như vậy đến cuối cái hàng này luôn nha. Tới cái điểm này nè, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm. Đây mình đã móc tới cái điểm này rồi. Các bạn cũng sẽ đâm kim móc vào cái chân móc màu hồng này nè, móc hai mũi móc đơn nha. Sau đó các bạn lại di chuyển kim móc vào cái chân móc của mũi móc đơn này để móc hai mũi móc đơn luôn. Và cái chân móc cuối cùng này các bạn móc một mũi móc đơn vào đây. Các bạn móc lên một móc xích nè, kéo và cắt len. Bây giờ chúng ta đã được một cái form áo khoác lửng như thế này. Một lát nữa chúng ta sẽ may cái hạt nút. Đây các bạn sẽ để ý là các bạn thấy những cái hàng trái tim luân phiên nhau nè các bạn. Những trái tim phía trước và phía sau ha, rất là dễ thương. Bây giờ các bạn sẽ làm cho mình cái việc giấu len và may một nút ở phía trên đây. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần tay áo còn lại, rất là dễ dàng thôi. Mình đã giấu cái phần len thừa xong rồi nè các bạn. Và chúng ta sẽ được một cái form như thế này. Và cái cánh tay bên đây mình đã làm trước rồi. Để một lát nữa mình hướng dẫn cho các bạn cánh tay bên đây, thì các bạn sẽ làm tương tự hai cánh tay như nhau nha các bạn. Cái này cũng khá là dễ dàng nè. Ở đây cuối hàng nè, mình có làm một hàng họa tiết và mình viền lại một cái hàng màu hồng ở chỗ này, rất là xinh xắn đúng không các bạn. Và các bạn nếu mà các bạn không có làm cái mẫu nơ này á, các bạn muốn là trang trí bằng cái hạt nút bình thường thôi á, thì các bạn sẽ không có cần dùng nút bóp ha. Còn ở đây á, mình sẽ trang trí cái phần cái nơ này nè các bạn, nó sẽ đè lên chỗ này là cái form của chúng ta nè. Đây khi mà mình may cái phần nút bóp này vào á, đây cái phần nút bóp này vào nè, mình sẽ may vô như thế này nha các bạn. Xong là mình gài lại và mình sẽ kết cái này vào ở chính giữa nè, là nó nằm ở phần mặt trên. Và như vậy là rất là dễ thương luôn nè các bạn. Nếu mà các bạn thích cái mẫu nơ này và kết như thế này á, mình sẽ để link hướng dẫn móc cái nơ ở dưới cái phần mô tả nha. Các bạn sẽ tìm cái clip này để mà các bạn móc cái nơ này. Và cái nơ này cực kỳ dễ dàng móc luôn nè các bạn, và nó rất là thấy cưng. Khi các bạn làm kết vào cột tóc hoặc là cài tóc, hoặc là trang trí nón, hoặc là trang trí áo đầm, hoặc là áo khoác lửng này nè, rất là phù hợp luôn nha. Khi mà các bạn làm xong á, thì các bạn sẽ lòn cái len màu trắng này qua cho mình nè. Đây, lòn nó qua chỗ cái dải dải này nè. Trong cái clip hướng dẫn móc nơ mình có hướng dẫn cho các bạn cái phần này nha. Và các bạn sẽ kết nó vào, lấy cái đầu len này để xuống ở phía dưới, lấy cái đầu len này để xuống phía dưới. Sau đó là chúng ta sẽ cột nó lại, rồi các bạn sẽ giấu thật chặt vào trong những cái hàng móc màu trắng nha. Rồi như vậy là chúng ta đã kết nối thành công. Và bây giờ nếu mà các bạn làm mẫu này thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái hạt nút bóp như thế này. Cái này rẻ nè các bạn, và ra cái những cái cửa hàng mà may mặc á thì nói người ta là bán nút bóp này, mình mua có mấy ngàn nè là được nhiều nút lắm. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần tay áo trước nha, rồi mình sẽ làm cái phần này sau đi. Các bạn lấy cái len màu trắng cho mình nha. Và các bạn để ý cái phần này nè các bạn, khi các bạn dừng lại ở cái hàng mặt trái á, thì các bạn sẽ làm cái hàng cánh tay này là hàng mặt phải nha các bạn. Ở đây nè, mình dừng lại ở hàng mặt phải thì mình sẽ quay cái đầu móc lại để mà mình làm cái hàng mặt trái. Các bạn hai cái bên này các bạn giống nhau nè, các bạn cứ đâm kim vào ở chỗ mà cái móc
móc xích mà mình gây nên ở phần giữa nè các bạn, phần giữa chỗ nách nè. Bây giờ các bạn lấy cái len màu trắng cho mình, tạo cho mình một nút trước nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái một trong hai chân móc mà chúng ta đã gây nên á, hoặc là chân móc ở giữa chỗ phần nách là được. Các bạn móc lên hai mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ làm cái hàng mặt trái nha các bạn. Nếu mà các bạn dừng lại ở hàng mặt phải á, thì các bạn sẽ móc là từ trái sang phải. Còn mình dừng lại ở hàng mặt phải, mình làm cái hàng này là hàng mặt trái, là mình sẽ móc là từ phải sang trái nè, từ phải này sang bên trái. Rồi bây giờ mình sẽ quay ngược cái đầu móc này lại để cho nó đồng bộ cái hàng mặt trái phải á các bạn, để cho chiếc áo của mình nó thêm xinh hơn nha. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ nhất á, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép. Cứ ở đây nè, cứ mỗi chân móc là chúng ta sẽ móc mỗi mũi móc kép nha. Ở cái cánh tay bên đây, mình làm cái hàng đầu tiên á là 33 mũi, thì mình sẽ làm ở bên cái hàng này là 33 mũi. Các bạn nhớ ghi lại số mũi ở cái hàng đầu tiên của các bạn nha, để chúng ta làm hai cái cánh tay cho nó đồng bộ với nhau á. Mình đã móc được hai mũi kép rồi nè các bạn. Sau đó các bạn lại đâm kim vào cái chân móc kế tiếp á, các bạn lại móc một mũi kép nữa là 3. Ở cái chỗ khoảng cách này nè các bạn, chỗ cái lỗ trống này nè, các bạn sẽ chùm lại cho mình nha. Tại vì mình sẽ làm cái lỗ trống này là một mũi móc kép thôi, cho nên là mình phải chùm lại để cho nó không có bị khoảng trống á. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim nha, đâm kim vào cái khoảng trống này, kéo len qua hai vòng. Sau đó là các bạn sẽ giữ nguyên như thế này, các bạn lại quấn len, đâm kim, kéo len qua hai vòng và kéo len qua hết ba vòng. Như vậy thì ở đây chúng ta đã được là 1, 2, 3, 4 rồi nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm mỗi chân móc kế tiếp, làm mỗi mũi móc kép nha. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm lần lượt tới cái chỗ bên dãy này nha. Mình đã móc tới cái mũi thứ 29 rồi nè các bạn. Và tới cái khoảng trống bên đây rồi nè. Các bạn sẽ quấn len, đâm kim, kéo len qua, chụm cái chỗ khoảng trống này lại cho mình hai mũi thành một mũi. Giống tương tự như bên đây nha các bạn. Và ở đây là được 30 rồi. Đâm kim vào cái chân móc này, kéo len qua là được 31 nè. 32, 33. Size của các bạn là khác cái số lượng mũi của mình nha. Khi mà các bạn móc á, thì các bạn sẽ lưu ý, mình ở đây là mình đếm như vậy á, để cho mình làm hai cái tay áo nó đồng bộ với nhau á các bạn. Các bạn sẽ trượt mũi nè, sau đó là các bạn móc lên hai mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ làm hàng thứ hai, quay cái ngược cái đầu móc lại nha các bạn. Bây giờ là tới hàng mặt phải rồi nè, quay ngược đầu móc lại, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á, móc một kép. Chân thứ hai một kép. Cái hàng thứ hai này các bạn cứ móc cho mình đủ là 33 mũi móc kép bằng với cái hàng thứ nhất cho mình nha. Móc đến cuối hàng, đến cuối hàng mình còn một cái chân móc cuối cùng nè các bạn. Chúng ta sẽ móc vào cái chân móc này một mũi móc kép, không có móc vào cái chân móc mũi giờ này nha các bạn. Các bạn sẽ trượt mũi cho mình để kết thúc cái hàng thứ hai này. Hàng thứ ba chúng ta sẽ giảm một mũi nha, giảm ở mũi cuối á các bạn. Bây giờ các bạn móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại để làm cái hàng mặt trái. Các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ nhất nè, các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Bây giờ các bạn sẽ làm lần lượt những mũi móc kép tới cuối hàng, chừa ra hai cái chân móc này cho mình. Chúng ta sẽ chụm hai cái chân móc này lại thành một chân móc. Bây giờ còn hai chân móc cuối cùng nè các bạn. Các bạn cũng sẽ quấn len, đâm kim vào chân móc kế cuối, kéo len qua và kéo len qua hai vòng.
quấn len, đâm kim vào trong móc cuối, kéo len qua và kéo len qua hai vòng. Chúng ta sẽ kéo len qua ba vòng này, chụm lại được một mũi. Như vậy là chúng ta sẽ còn 32 mũi móc. Móc lên hàng thứ tư. Hàng thứ tư này chúng ta sẽ không có giảm mũi. Mỗi chân móc thì các bạn sẽ móc mỗi mũi móc kép đến cuối hàng. Các bạn nhớ đếm đủ coi phải là 32 mũi không. Và bây giờ các bạn sẽ làm lần lượt đến cuối hàng ha. Bây giờ mình sẽ đưa cái bảng công thức móc cái phần cánh tay này cho các bạn, để các bạn sẽ làm tới cái chiều dài cánh tay mà các bạn mong muốn nha. Ở đây mình đã móc được là 16cm nè các bạn. Ứng với cái số tháng tuổi của mình là 3 đến 6 tháng. Đây 16cm nè. Thì cái độ dài tay dưới của các bạn là bao nhiêu á, các bạn sẽ đo nha. Và các bạn sẽ chừa ra 2cm còn lại cho mình, để chúng ta sẽ làm cái hàng họa tiết và cái phần viền màu hồng này. Đây các bạn chụp lại màn hình cái phần này nha. Các bạn sẽ dựa theo cái bảng này để mà các bạn làm. Hàng thứ nhất, hồi nãy chúng ta không tăng mũi, cứ mỗi chân móc là chúng ta móc một mũi. Hàng thứ hai sẽ giống như hàng thứ nhất. Hàng thứ ba chúng ta sẽ giảm một mũi, giảm mũi cuối nha các bạn. Hai mũi chụm lại thành một mũi á, là hồi nãy chúng ta vừa mới giảm đó. Hàng thứ tư là sẽ móc bình thường bằng số mũi của hàng thứ ba nè. 33 trừ 1 là bằng 32. Hàng thứ tư sẽ là 32. Hàng thứ năm giảm một mũi, giảm hai mũi cuối thành một mũi cho mình nha. 32 trừ 1 là 31. Hàng thứ sáu chúng ta sẽ không có giảm nè, móc đủ 31. Hàng thứ bảy, hàng thứ tám, hàng thứ chín. Và cái này các bạn sẽ chụp lại cho mình. Ở đây á, thì mình sẽ ưu tiên dừng lại ở cái hàng mặt trái nha các bạn nè. Ưu tiên dừng lại ở cái hàng mặt trái để mình làm cái họa tiết là cái hàng mặt phải nè các bạn. Thì các bạn sẽ lưu ý cái điều này cho mình nha. Và chừa ra 2cm nè, chừa ra 2cm ở cái chỗ này nè các bạn, để mà mình viền. Ví dụ như cái size của các bạn là 17.5 đi, các bạn sẽ móc tới độ khoảng 15 hoặc là 15.5 thì các bạn sẽ chừa ra hai phần này cho mình. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc nha, và lưu ý cái chỗ cùm tay này nè các bạn. Đó, các bạn sẽ đo thử nha. Không có được dưới 7 nha các bạn. Các bạn cứ giảm mũi theo dựa theo cái bảng này, tại vì cái size lớn hơn á là cái số hàng nó nhiều hơn, thì các bạn cứ tự do các bạn giảm mũi. Nhưng mà cái số ở chỗ này nè, gần gần cái chỗ cái ống tay của bé cuối cùng á, là phải lớn hơn 7. Dao động là cái bé lớn á các bạn là khoảng 10-11 á. 10 á là nó sẽ gọng gãi và thoáng cho bé nha. Cái này là mình làm là 8 chấm mấy nè, tại vì bé còn nhỏ á các bạn. Thì mình sẽ giảm từ từ xuống đây, không có được dưới 7. Trên 7 là ổn nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm những cái hàng móc tiếp theo, cứ luân phiên hàng trái phải và dựa theo cái bảng này. Đây các bạn, mình đã móc tới cái đoạn mà mình hẹn với các bạn còn 2cm á, để chúng ta làm cái phần viền á. Thì ở đây mình cũng đã may cái phần nút bóp như thế này nè các bạn. Các bạn may vô như vậy cho mình nha. May ở cái phần trên á. Đây. Rồi các bạn cài á, các bạn cứ bấm lại thôi. Giống như nút bóp của áo dài với áo bà ba á các bạn. Mình thường dùng á. Mình sẽ được một cái form như thế này ha. Rất là dễ thương luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần viền. Khi mà các bạn dừng lại ở cái hàng mặt trái và cái hàng số lẻ á các bạn, thì nó sẽ đủ mũi cho cái phần họa tiết ha. Còn nếu mà các bạn mà lỡ dừng lại ở cái hàng số chẵn á cũng được, không sao hết. Chúng ta sẽ qua một cái mũi, cái đó thì mi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích cho mình nha. Rồi quay ngược cái đầu móc lại. Mình làm hàng mặt phải nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ đếm cho mình nè. Bỏ qua cái chân móc đầu tiên, tại vì mình đã móc một mũi móc kép rồi. Các bạn sẽ đếm chân móc thứ hai và chân móc thứ ba. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ ba. Các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Sau đó là các bạn quấn len.
các bạn đâm kim ngược lại nha các bạn. Đâm kim ngược về đây vào cái chân móc mà hồi nãy mình chừa ra đó. Chân móc thứ hai các bạn. Các bạn móc một mũi móc kép. Rồi, chúng ta đã có được hai mũi móc kép nó chéo vào nhau tạo thành một cái hình chữ X đó các bạn. Sau đó là các bạn đếm cho mình nè. 1 2 3 đâm kim vào chân móc thứ ba. Các bạn kéo len qua như thế này. Các bạn giữ nguyên 3 vòng len trên kim như thế này nha. Sau đó là các bạn quấn len một vòng, đâm kim vào cái chân móc đó nữa. Các bạn kéo len qua. Giữ nguyên 5 vòng len trên kim. Các bạn quấn len tiếp tục, đâm kim vào chân móc đó, kéo len qua. Ta được 7 vòng len trên kim nè các bạn. Các bạn sẽ kéo len qua hết một lần luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ chốt mũi lại bằng một móc xích nè. Sau đó là các bạn lại làm một cái hạt bắp tương tự nữa. Các bạn lại quấn len, đâm kim vào cái chân móc này, kéo len qua. Giữ nguyên, tiếp tục quấn len, đâm kim, kéo len qua. Giữ nguyên, tiếp tục quấn len, đâm kim, kéo len qua như thế này. Ta được 7 vòng len này nè các bạn. Kéo len qua một vòng luôn, một lần một hết. Và chúng ta sẽ chốt lại. Chúng ta đã được một cái chân móc gồm hai hạt bắp. Các bạn lại đếm cho mình nè. 1, 2, 3, 4. Quấn len, đâm kim vào chân móc thứ tư. Các bạn sẽ móc một kép. Sau đó là các bạn lại quấn len. Các bạn lại đâm kim vào chân móc thứ ba các bạn. Đâm kim ngược qua như thế này nha. Và các bạn sẽ tạo một mũi móc kép. Rồi bây giờ chúng ta đã có là hai mũi móc kép chéo với nhau. Cách hai mũi này nữa là có một cái cụm hạt bắp nè. Và cách hai mũi có một cái cụm họa tiết kép ít này. Rồi chúng ta tiếp tục lại đếm nè các bạn. 1, 2, đâm kim vào chân móc thứ 3, tạo hai hạt bắp. Sau đó các bạn lại móc lên một mũi móc xích nè, tạo hạt bắp còn lại. Tới cái mũi kép mà ít đó các bạn, thì các bạn sẽ đếm 4 chân móc nha. 1, 2, 3, 4. Đâm kim vào chân móc thứ 4, móc 1 kép. Sau đó quấn len, đâm kim vào chân móc thứ 3 nè. Quấn len, đâm kim vào chân móc thứ 3 ngược vô đây, kéo len qua và thực hiện. Rồi các bạn lại tiếp tục bỏ hai chân móc để móc một cái cụm hạt bắp. Sau đó là các bạn lại bỏ qua 4 chân móc để các bạn tạo hai mũi móc kép đang chéo vào nhau. Cứ làm như vậy lần lượt đến cuối hàng. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc đến cuối hàng nha. Hay quá, cuối hàng của mình còn có hai cái rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đếm nè. 1, 2, đâm kim vào chân móc thứ 3. Các bạn sẽ móc một cái cụm hạt bắp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái hạt bắp cuối cùng. Các bạn cũng chốt mũi lại. Rồi nếu mà các bạn làm cái số mũi chẵn á, các bạn sẽ còn một chân móc ở phía này, không sao hết nha các bạn. Ở đây mình làm số lẻ thì còn hai chân móc nè. Các bạn đâm kim thẳng qua cái chân móc đầu tiên này nè. Các bạn sẽ tạo một mũi chừa kết thúc hàng. Móc lên một móc xích, kéo và cắt len. Các bạn lấy len màu hồng cho mình nha. Rồi các bạn thấy cưng đúng không các bạn? Nó làm cho cái bo tai của mình nó ốp lại. Rồi mình sẽ không có cần giảm mũi nhiều ở cái chỗ này nữa. Nó rất là xinh xắn luôn. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời á các bạn. Chân móc mũi dời bên này nè. Rồi các bạn kéo cái len màu hồng qua nha. Kéo cái len màu hồng qua. Rồi ta sẽ kẹp cái len màu hồng với len màu trắng lại luôn nha các bạn. Móc lên một móc xích nè. Đâm kim vào cái chân móc kế bên này các bạn. Chân móc đầu tiên của chúng ta. Móc một mũi móc đơn. Rồi bây giờ những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc những mũi móc đơn luôn nha.
tức là chân móc hạt bắp hay là chân móc kép gì đó, các bạn sẽ móc những mũi móc đơn đến cuối hàng đó. Rồi các bạn nhìn theo mình nè, chân móc kế bên nè, một đơn. Rồi chân móc hạt bắp nè các bạn, móc vào chân móc hạt bắp, một đơn. Rồi chỗ cái khoảng cách giữa cái hai hạt bắp á, các bạn móc vào trong cái khoảng cách đó luôn, một đơn. Sau đó là tới cái hạt bắp này, một đơn. Qua đây tới cái mũi kép á, một đơn. Xong mũi kép thứ hai nè, một đơn. Và các bạn sẽ làm tương tự như vậy luôn ha. Xong rồi đến cuối hàng á các bạn cắt cái len hồng. Xong rồi chúng ta giấu len. Rồi các bạn cứ mai nút. Rồi các bạn sẽ xem dưới cái phần mô tả, mình sẽ để cái link hướng dẫn ở dưới cái phần mô tả để móc cái nơ đó nha các bạn. Cái nơ đó xinh xắn mà móc dễ nữa, trang trí cái gì cũng được hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm đến cuối hàng, cắt len rồi giấu len luôn nha. Chuột mũi đi các bạn, cuối hàng rồi chuột mũi vô cái chân móc đơn đầu tiên á, móc lên một móc xích nè, kéo và cắt len, lấy kim khâu len, giấu len. Đây mình kết hợp cái áo khoác lửng với cái yếm quần sọt này nè các bạn, rất là xinh xắn và đáng yêu ha. Bây giờ mình sẽ phối với cái đầm để cho các bạn xem nha. Đây các bạn, áo khoác tiểu thư nha, phối với cái đầm công chúa đa tầng nè các bạn, rất là xinh xắn luôn á. Cái họa tiết của chúng ta ở cái phần hồng này nó như là một trái tim. Mình không có làm cái thường thường á các bạn, ở phía dưới cái phần áo khoác lửng này mình sẽ làm cái viền gen của công chúa á, nhưng mà hôm nay là để phối với cái đầm tầng này cho nên là mình sẽ làm trơn như vậy thôi, đủ cái chiều dài của cái phần đầm này. Rất hợp lý rồi đúng không các bạn? Nếu mà các bạn thích cái mẫu đầm này, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nha. Hoặc là các bạn có thể xem trong một video của Mimi Handmade đầm đa tầng á các bạn. Các bạn tự phối màu nha. Ở đây chúng ta có thêm cái phần cánh tay nữa nè, mũi hạt bắp, xen kẽ, giúp bò tay áo hết ý luôn đúng không các bạn? Cái phần nơ xinh xắn nữa nè. Cứ nhìn xuống cái phần mô tả là mình sẽ để hết những cái sản phẩm này của Mimi Handmade đều có hướng dẫn rồi hết nha các bạn. Cái phần yếm cũng đã hướng dẫn rồi nè, phần hoa 3 tầng nữa. Rồi bây giờ mình hy vọng là các bạn yêu thích cái áo khoác lửng này của Mimi Handmade cũng như là luôn ủng hộ Mimi nha. Nếu mà các bạn thích cái mẫu áo này, các bạn nhớ like giùm mình, bình luận ở phía bên dưới nếu mà các bạn đã làm xong nha. Và ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này và làm cái chiếc áo khoác này cùng mình nha. Bây giờ mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye các bạn. We'll be right back.